Đó là hồi xưa lúc mà Nhi còn học cấp 3, đó là Nhi đi học bằng xe đạp điện. Chiếc xe đạp điện là có một yên của người đằng trước và một yên sau có ghế đệm cho người đằng sau ngồi. Thì lúc đó là Nhi đi học về chỉ có một mình Nhi thôi. Cái đoạn đường đó rất là xấu và nhiều ổ gà. Thì khi mà Nhi chạy trên cái xe đạp điện đó đó, ngoài những cái ổ gà thì xe nó chen nè. Thì lúc đó hai bên đường đó, thì có mấy chú với lại mấy anh á nhìn theo Nhi kêu em ơi. Thì lúc đó Nhi còn nhỏ mà, thì Nhi tưởng là mọi người chọc cho nên cứ em ơi chả lắm, không có ai chọc hết trơn, một mình chạy về nhà này nè. Khi mà mọi người nói em ơi đó cái yên, thế là mình nhả qua, thế là lùi cái xe đạp điện lại dắt xuống lùm cái yên lên để ra dở chứ, thế là chạy về xe đạp đây không còn cái yên nào nữa hết. Đó là một kinh nghiệm để đời cho Nhi, khi mà đi ngoài đường người ta cứ kêu á em ơi cứ tưởng là chọc mình, nhưng mà thật ra mình có sự cố và tai nạn. Và mình là Diệu Nhi, cảm ơn mọi người.